xin chào bạn trong video này mình sẽ nói về tiếng anh giao tiếp trong age Care trong cái video trước đó, mình có nói về là cái cách đi làm trong age Care rồi những thứ mà bạn cần phải học mấy cái tường bạn cần phải học á bây giờ thì mình nói về cái giao tiếp thí dụ như bạn đến nhà người ta bạn cần phải làm gì rồi bạn xưng hô với người ta như thế nào bây giờ mình nói trước tiên ha à, thí dụ như bạn làm ở trong community trong community có nghĩa là bạn sẽ đi đến nhà của người ta để um, uh, chăm sóc người ta dạ? làm dịch vụ đó bạn thí dụ như là personal care home care hoặc là transport hoặc là uh, respite dạ? thì tùy theo cái ship của bạn nhưng mà chung chung đó, khi bạn đến nhà người ta thì bạn vẫn phải uh, làm theo những thứ mà mình nói sau đây thứ nhất là khi bạn đến nhà người ta cho dù người ta đã mở cửa sẵn rồi có nghĩa là cửa không khóa thì bạn vẫn phải có nhiệm vụ là bấm chuông chứ không phải thấy nhà người ta mở cửa rồi mà mình cứ xông vô thẳng luôn là không được nhiều lúc mình vô trọng người ta bị surprise các bạn cũng như là người ta hết hồn nó chọn cái gì. Vậy? Không nghe ai nói gì hết, không có nghe tiếng chuông cửa gì hết mà tự nhiên ai vô nhà mình thì cái đó là nó hơi kỳ các bạn. Nó làm cho người ta bị hết hồn các bạn thì lúc đó người ta có cảm giác như là ủa cái người này không có hỏi cái ý kiến của mình trước khi vô nhà, giống như là không có tôn trọng các bạn. Thì cái đó không nên các bạn ha. Thì cho dù người ta có mở cửa sẵn rồi chờ mình thì mình vẫn phải bấm chuông nha. Có nhiều người người ta làm biến là mở cửa khi nào mà người ta để cửa sẵn, có khi là người ta để cửa đó cả tiếng đồng hồ trước rồi. Người ta chờ mình bấm chuông cái, người ta chỉ nó là come in. Come in yeah. Có nghĩa là bạn được mời vào nhá yeah. Còn khi mà người ta mở cửa nhưng mà bạn xông vô một cái thì là bạn đi vô nhà người ta mà không có hỏi ý kiến của người ta. Còn trong A for city là trong diễn lão thì sao? Vẫn phải gõ cửa. <laughs> Vẫn phải gõ cửa mặc dù là cái chỗ đó là chỗ mình làm có thể mình ra vô không có gì hết nhưng mà lịch sự phải gõ cửa thí dụ như cái người đó gọi là còn cognitive cognitive có nghĩa là họ vẫn còn nhận thức được vẫn còn có thể đi đứng được và vẫn còn có thể giống như là um, à, tự làm tự chăm sóc bản thân được các bạn thí dụ vậy đi thì có khi người ta sẽ kêu bạn là ờ à, đi vô đi nhỉ? hoặc là người ta sẽ ra mở cửa cho bạn cái phòng ở trong đó xin hoa giống như một căn nhà chứ không phải nó là bệnh viện nha bạn nhé tại người ta đóng tiền vô để sống chọn cuộc đời cuối cùng của người ta của đời cuối cùng của người ta đó nên thành ra cái những cái cần thiết của con người ở úc đây là privacy là cá nhân à, là quyền riêng tư là vẫn cần phải được tôn trọng yeah. thì cái privacy là khi mà người ta ở trong cái phòng của người ta thì mình muốn đi vô cái phòng đó mình phải gõ cửa để xin phép người ta coi người ta có cho mình đi vô không còn thí dụ như người ta nói wait a minute wait a minute or oh, one sec one be long yeah. có nghĩa là bạn phải đứng chờ phải đứng chờ khi nào mà người ta nói come in thì đi vô có ví dụ người ta nói give me one sec wait a minute thì phải đợi nhé yeah đó là privacy. Còn trong trường hợp những người mà không có cognitive, có nghĩa là họ không còn nhận thức được nữa, thì bạn vẫn phải gõ cửa, cốc cốc, nha, gõ cửa, nha. sau mới đi vô. Đó là cái lịch sự của mình. Tại trong trường hợp lỡ mà có người thân của người ta vô thăm, thì bạn nhào vô một cái, không biết như thế nào, Yeah. thì người thân người ta cũng bị hết hồn đó. Trời ơi cái cô này sao mà đi làm đâu mình vô phòng ta không gõ cửa gì hết thì cái đó cũng là một cái không có chuyên nghiệp. À, đây là cái nghề chuyên nghiệp các bạn nhé. Vô phải gõ cửa. Trong trường hợp bạn phải mang một cái mâm đồ ăn thì làm sao? <laughs> thì làm sao để mà gõ cửa đi vô. Thì bạn không gõ cửa được thì, tại hai tay cầm một cái mâm đồ ăn rồi thì không có nào gõ cửa vô được thì bạn sẽ nói là knock 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 hello yeah. knock knock hello là để cho người ta biết là sắp sửa có người vô tại vì người thân của người người già đó bạn họ có thể vô thăm cái người mà cha mẹ người ta hoặc là cô gì chú bác gì đó thăm người người quen của người ta đó bất cứ lúc nào nên thành ra là bạn không biết khi nào mà người ta đi vô để mà mình có gõ cửa hay không Nên tốt nhất là lúc nào cũng phải gõ cửa Không có cửa được thì knock knock Tiếp theo là phần giới thiệu tên nha Trước khi bạn vô nhà người ta đó Gọi là trong community Thì bạn phải nhớ tên của người đó Bạn cần phải biết là cái người mà bạn sắp gặp tên gì Họ gì tên gì vậy Thí dụ như bà đó tên là Susan nha Susan họ là họ white Thí dụ vậy đi Thì bạn bấm chuông Thì thí dụ lần đầu tiên bạn tới bạn sẽ giới thiệu tên bạn trước Hello my name is tên bạn I'm from cái tên công ty của bạn thí dụ như vậy đi thí dụ như bạn tên là Trang đi Hello my name is Trang I'm from TLC TLC là company TLC đó bạn I'm from TLC I'm here to meet Mrs. Susan Dạ bạn bắt đầu đã nói là bạn ở đây để gặp bà Susan Thí dụ bà đâu có biết bà Susan là ai đâu. Yeah. Thí dụ như bà là người đứng trước trước mặt bạn đi Thì bà nói, oh, I'm Susan. Yeah. Welcome. Yeah. Hay là come in. Thí dụ như cái người đó không phải là Susan. Thì sao? Có gọi là người thân của người ta ra mở cửa. Chứ không phải là người khách của mình ra mở cửa. Thì mình cũng phải nói y chang vậy. I'm here to see Susan. Thì cái người đối diện của bạn có thể sẽ nói, oh, okay, come in. Hoặc là có người đối diện sẽ giới thiệu là, à, tôi là... Um, John, yeah, tôi là con của bà Susan hoặc là tôi là chồng của bà Susan, thí dụ vậy đi. Thì người ta cũng sẽ giới thiệu lại còn không giới thiệu thôi. Mình có việc đi vô, công việc của mình là gặp bà Susan. Và khi mà bạn gặp bà Susan rồi, yeah, khi mà bạn đã gặp đã rồi á thì bạn sẽ hỏi là oh, hi, how are you? Thì tiếp tục nếu mà bạn chưa giới thiệu á, nếu có bà đó là bà Susan mà bà mở cửa cho bạn thì bạn có việc đi vô đi. Rồi, còn nếu bạn chưa gặp bà Susan Gia đình bà ra mở cửa đi Thì bạn có dịch vô nói là Hi Susan Sau đó là giới thiệu bạn Giới thiệu bạn uh, tên gì Và công ty của bạn là ở đâu Rồi hôm nay là cái ngày mà bạn đến để chăm sóc uh, Bà đó cho personal care Hay là home care Hay là transport Hay là cái gì đó Bạn cần phải đọc care plan Trước khi bạn vô nhà người ta Care plan đọc khoảng chừng 2 phút yeah, 2 phút là bạn đọc xong rồi rồi yeah là bạn biết cái công việc của bạn sắp tới sẽ làm gì khi bạn qua nhà người ta personal care home care là cái gì đó thì bạn giới thiệu tên bạn xong rồi bạn sẽ nói là à hôm nay là personal care thì tôi sẽ giúp bà sao giống vậy đó hoặc là hôm nay là ngày home care thì tôi có thể giúp bà à, dọn dẹp cái nhà của bà chút chút dạ giống như lau dọn rồi à, làm vệ sinh chút chút thôi dạ. Um, thì chúng trong vòng một tiếng và cái công việc phải theo trong care plan. Không làm thêm cũng không làm bớt, làm đúng nhiệm vụ của mình, không quá nhanh, không quá chậm. Còn thí dụ bạn trong age care facility sao? Nếu bạn là người mới hoặc cái người mới vô là người bạn cũng mới biết luôn thì phải giới thiệu tên. Thì cho dù người ta có biết có nhận thức được hay không hoặc là giống như người ta hơi mệt hoặc là thế nào nữa thì vẫn phải giới thiệu tên, tại vì đây là lần đầu tiên mình gặp người ta thì vẫn phải giới thiệu tên, các bạn nhé là à, tôi tên là gì đó à, và hôm nay tôi sẽ người chăm sóc, bà chăm sóc ông, giống vậy đó Thí dụ như, um, tới giờ phải đi uh, shower thì bạn chỉ vô nói là shower time, please yeah, this is shower time, I will assist you for shower, hỏi người ta là uh, would you like to come with me to the bathroom yeah. Um, uh, không có hỏi là do you like <laughs> hỏi là would you like, yeah, would you like, yeah, would you like to come with me to the bathroom Yeah. xong sau đó thì bạn sẽ uh, làm công việc của bạn thôi. còn thí dụ như uh, breakfast time Yeah. thì bạn nói là oh, this is uh, breakfast time, are you ready for breakfast Yeah. thì lúc đó bạn mang đồ ăn tới cho người ta dạ yeah. thì đó cái nhiệm vụ mang đồ ăn ở trong vài series là nhiệm vụ của bạn và cái phần ăn á, là mình đã nói trong video trước rồi ha à, bạn có thể coi lại trong community sau khi mà bạn đã làm xong cái ship của bạn rồi ví dụ cái ship của bạn là một tiếng hoặc là hai tiếng đi bạn đã làm xong việc ăn rồi và thí dụ như mà nó còn dư chút đỉnh á thì um, bạn có thể hỏi người ta là Do you want me to make for you a cup of tea? Yeah. Thì tại sao mà mình cần phải ngồi lấy với người ta chọn cái giờ luôn Thì thường á, những người nó Ủa, à, tôi bút cô đó là một tiếng Nhưng mà cô này ở đó có 45 phút thôi Thì 15 phút còn lại thì như thế nào, giống vậy á Thì nhiều người thì hơi rắc rối vậy Còn nhiều người thì ôi, làm xong thì đi về đi Tại vì xong công việc ơi, ở đây làm gì nữa Tùy theo, tùy theo mỗi người bạn nhé Nhưng mà mình lịch sự, mình phải hỏi người ta Nếu mình xong sớm, Xong đúng giờ thì bạn nói oh uh, I finish my job yeah and it's time for me to go. Uh, I'll see you later and you have a good day. Bye bye Susan. Giống vậy. Còn nếu bạn làm xong quá sớm, thí dụ như personal care. Thường á personal care khoảng chừng maximum maximum luôn nửa tiếng nha. Yeah. gồm có tắm, tắm khoảng chừng 10 phút đi mà là 15 phút đi. Xong rồi dọn giường cho người ta rồi bỏ đồ trong máy giặt nếu có nha, nếu có đi. À, hoặc là giúp người ta mang vớ, nữa cái mấy, mấy cái vớ mà để gọi là compression đó bạn, giống như là mấy cái vớ nó bó chân người ta đó. Nhiều người người ta bị dạng như là à, cần phải mang vớ để mà máu nó chạy lưu thông đó. Đó tùy theo cái cái nhu cầu của mỗi người. Thì cái personal care nó thường là ít hơn nha thì người ta sẽ nói mình là ok all done um, you're free, you free to go có nghĩa là họ mời mình về đó bạn còn thí dụ mình xong sớm không nghe nói gì hết thì bạn sẽ hỏi là do you want me to do anything else for personal care có nghĩa là hỏi cái người đó là có cần làm gì thêm nữa không à, trong cái ship personal care thì tất nhiên là tất cả đều làm trong care plan thì personal care là personal care personal care không có home care. Dạ, yeah. đó là cái loại mà age care community à uh, thường là như vậy đó. Personal care là personal care, không có trộn home care personal care thành một tiếng, không có. Nhưng thí dụ như người ta nói Ô, bây giờ làm xong rồi, có thể nào giúp tôi um, tưới cây ở ngoài được không? Tưới cây ở ngoài, ok dạ yeah, không sao, tưới cây ở ngoài hoặc là um, làm cho tôi một ly trà, ly cà phê được không? mình nói bạn là trà với cà phê ở úc này người già uống rất dễ. nước sôi chế vô. nếu mà trà có milk gọi là white tea nhé thì là trà bỏ sữa vô thành à, trà màu trắng. còn nếu mà black tea có nghĩa là trà bỏ nước vô thành black tea. còn nếu mà đó là black coffee nhé thì chỉ có cà phê với lại À, nước nóng thôi, nhé là mình quậy lên cái là nó thanh ra rồi. tất cả họ dùng instant coffee. À, còn ví dụ như mấy người mà người ta xài máy thì như thế nào? xài máy thì bạn biết làm á, thì bạn nhiệt tình bằng làm ok. nhưng mà lỡ cái máy nó hư mà người ta nói, ủa cái cô này à, làm cái máy tôi hư, mất công, nếu mà bạn không biết làm, bạn không có tự tin bạn làm bằng cái máy á. Thì thôi, <laughs> đừng làm bạn Tại cái đó mình không được train Mình không được đào tạo để làm cái công việc đó Những gì bạn không được đào tạo thì đừng làm Lỡ mà cái máy của cà phê của người ta mà hư một cái, cái Tự nhiên của mình mình bị mang quả bạn Và nói trời cái cô này làm hư mà cà phê của tôi Thì nó khó khăn là như vậy thôi cái gì bạn làm được là bạn làm Tâm rồi, thí dụ như Cái người đó muốn ngồi nói chuyện với bạn đi Tại personal care mà Còn dư thời gian thì Phải mỗi người ly trà uống nha à, Ở Úc này gọi là cup of tea nhá. Cup of tea Mà người đó là cup of tea nhá. Would you like to have cup of tea? Cup of tea nhá. Thì khi mà bạn have cup of tea của, của người đó đó Thì bạn cứ việc ngồi đó chơi thoải mái ngồi nói chuyện với người ta nghe người ta nói luyện tiếng anh cũng được mà thì ngồi đó nghe người ta nói người ta sẽ kể chuyện thế này thế kia nhưng mà cái nhiệm vụ của mình là nghe người ta nói thì người ta hỏi mình là à, à những câu chung chung thì trả lời còn những câu nào không có tự tin nhỉ? không biết nhỉ? hoặc là những gì mà bạn cảm thấy như gì, nó xâm phạm với đời tư của mình à, không nhớ, không biết. Hoặc là nói oh, I want to keep it for my personal nhỉ? Có nghĩa là tôi muốn giữ cái đó riêng tư của tôi nhỉ? Thì người ta sẽ hiểu là à cái câu đó hình như nó hơi xâm phạm đời tư nhỉ? thì người ta sẽ không hỏi nữa. Người già đây rất là dễ thương bạn. Còn trong trường hợp nếu mà bạn thấy cái người đó hơi gọi là hơi demanding. Có nghĩa là hơi hơi sai giặt các bạn. <laughs> Giống như là hơi khó tính chút xíu thì bạn sẽ làm như thế nào um, just let me do my job yeah. cứ để cho tôi làm công việc của tôi okay. thì họ sẽ chỉ mình họ sẽ chỉ mình là chung chung thôi nhưng mà có đang làm cái chỉ này chỉ kêu hoài thì bực mình đó bạn nếu bạn cảm thấy comfortable comfortable là thoải mái với người đó thoải mái khi làm việc với người đó thì bạn tiếp tục còn nếu không thoải mái gọi điện thoại lên cho công ty nói là xin lỗi nha à, ờ, cái người này hơi demanding hơi làm tôi khó chịu á thì nên thành ra chắc là tôi không muốn quay lại nữa đó là tùy bạn nha yeah. đó là mỗi trường hợp mỗi khác nhau um, khi bạn không thấy thoải mái thì bạn có thể đổi dạ yeah. tại có cái xe community có rất là nhiều um, job làm bạn <laughs> nhưng mình hãy chọn cho mình cái người nào mà thích hợp cái người khách nào thích hợp cho mình cảm thấy thoải mái mình làm mình làm mình muốn đi làm thì đó là công việc như là xứng đáng đó mình làm các bạn còn mỗi lần mình làm nếu như mình lê từng bước từng bước thầm đó, thì thôi ở nhà cha rồi đi <laughs> thì thôi chắc mình ở nhà luôn không cần phải làm nữa bạn làm mà căng thẳng quá mà khó khăn quá thì thôi à, đây là cái video nói sơ sơ về cái giao tiếp trong Asia mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào hẹn gặp lại bye bye